Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm báo online hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, chủ đề về ngày Tết luôn chiếm một vị trí quan trọng trên hầu hết các trang báo. Nhiều bài viết rất sâu sắc và cảm động đã nhận được sự chú ý của dư luận và bạn đọc. Mục cùng bàn luận trên báo Quân đội Nhân dân điện tử có bài Giữ gìn văn hóa của Tết Việt với nhận định, cùng với tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế, giao lưu và hội nhập quốc tế, những nét truyền thống văn hóa của Tết cổ truyền Việt Nam đang bị tác động của những yếu tố ngoại lai. Vì vậy, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp là việc đặc biệt cần thiết, đồng thời lựa chọn, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa quốc tế để phù hợp với nhịp sống hiện đại, góp phần làm phong phú thêm tinh hoa văn hóa Việt Nam, qua đó nâng cao tầm vóc, vị thế của đất nước. Những nhận định trên cũng chứng minh, ở một góc nhìn văn hóa khác, không phải tuổi trẻ xa rời văn hóa truyền thống, xa rời bản sắc Tết Việt Nam. Vấn đề là họ lựa chọn cách thể hiện. Báo Lao động điện tử có bài, bộ tranh Tết xưa Tết nay gây sốt trong giới trẻ là một phác họa cụ thể. Bài báo nhận định không phải là tranh của các hoa hậu, ca sĩ, ngôi sao, cũng chẳng phải là những bức ảnh của diễn viên điện ảnh thần tượng. Năm nay, giới trẻ đang phát sốt với việc tìm mua bộ tranh Tết xưa Tết nay mà thoáng qua tưởng chả có gì đặc biệt. Đó là hình ảnh như hai bà cháu bên chậu nước gội đầu chiều tất niên, tiếng pháo nổ đi đùng, không khí rộn ràng của phiên chợ Tết hay cảnh gia đình quây quần gói bánh chưng, sum họp sáng ngày mùng 1. Tưởng như đã dần phai nhạt, nay được tái hiện vô cùng sinh động, gần gũi và khiến giới trẻ thích thú. Không chỉ có tranh ảnh hoa đào, thịt mỡ, dưa hành, ngay tại thủ đô Hà Nội, phong tục và là một nét đẹp văn hóa ngày Tết là gói và luộc bánh chưng cũng vẫn còn được rất nhiều gia đình gìn giữ, phản ánh trên báo điện tử Vietnamnet. Theo đó, bài báo nhấn mạnh, bây giờ dịch vụ gì cũng có, gói bánh chưng thuê, bán bánh chưng luộc sẵn, nhưng rất nhiều gia đình vẫn duy trì phong tục gói bánh chưng. Bởi lẽ, điều họ muốn là tự mình làm và tự tay mình gói mới có không khí Tết riêng, không chỉ cho mỗi người mà còn cho cả đại gia đình. Không những thế, nhà cửa chật hẹp, họ còn phải bắc bếp, đặt nồi bánh chưng ngay trên vỉa hè để luộc. Những hình ảnh nồi bánh chưng bốc khói nghi ngút trên hè phố khiến Tết truyền thống ấm cúng lây sang cả những người đi đường. Đó quả là những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc, và không chỉ có người dân trong nước, nét đẹp ấy còn được đại đa số các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn và trở thành một sinh hoạt văn hóa dịp Tết. Cho dù bánh chưng không được gói bằng lá dong, còn hoa đào, hoa mai được cắt từ giấy mẩu và gắn lên một cành cây. Báo điện tử Vietnamnet phản ánh, cộng đồng kiều bào Việt Nam ở Canada luôn giữ truyền thống tổ chức ăn Tết theo phong tục cổ truyền của người Việt. Dù ở xa quê hương, nhưng người Việt tại Canada cố gắng lưu giữ hình ảnh quen thuộc như ở Việt Nam để đón Tết truyền thống. Thịt thì tự mua hoặc gửi từ Việt Nam sang. Còn bánh chưng, dù không được gói bằng lá dong, và hoa đào, hoa mai được cắt từ giấy mẩu và gắn lên cành cây thôi, cũng khiến bà con đỡ nhớ gia đình, người thân, đỡ nhớ Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trở lại với không khí Tết trong nước, trên báo điện tử Dân Trí ngày hôm nay có bài rộn ràng phiên chợ cuối năm ở nơi địa đầu của Tổ quốc, viết về phiên chợ Tết đặc sắc ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tác giả bài báo phản ánh, mặc kệ sương muối và mây mù răng trắng đường, những bước chân tìm đến chốn cũ vẫn thoăn thoắt trên lối đi. Những váy áo mới đẹp rực rỡ, những nụ cười tỏa nắng mùa xuân và hẳn nhiên, những câu chuyện chuẩn bị mua sắm hàng hóa, đồ tiêu dùng đón Tết rộn rã, râm ran khắp các gian hàng chợ. Rồi nữa, rượu ngô say ngọt ngào, nồng ấm bên chảo thắng cố sôi sục để những ánh mắt, những khuôn mặt rạng người niềm vui. Chỉ thế cũng đủ để nhận ra mùa xuân đã về. Thông tin cuối, thưa quý vị và các bạn, vui Tết đón xuân và năm mới, hẳn ai cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho mình và người thân, cho cộng đồng và xã hội. Nhưng năm nào cũng vậy, sau mỗi dịp Tết thì con số thống kê về các vụ tai nạn giao thông lại khiến niềm vui không trọn vẹn với mọi người, những gia đình bị nạn và cũng như với cả cộng đồng. Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Ất Mùi 2015. Theo đó, ngành giao thông vận tải phải đảm bảo vận chuyển hành khách, hàng hóa an toàn, quản lý chặt chẽ giá cước, đồng thời tăng cường kiểm soát, kiểm tra xử lý để đảm bảo an toàn giao thông và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông,
hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông trong cả kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đất Mùi 2015. Chuyên mục điểm báo online của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.